Ê anh. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong C đấu thứ hai thôi. Một kèo lừa mà tôi nghĩ đây là một kèo lừa khá trắng trợn. Chim sẻ cầm Egypt trận đấu này. Một voi gần nhà. Đã thấy bắt đầu thấy quả nhét dân vào, quả 7 cây. Khá tươi dành cho game thủ chim sẻ ánh nắng. Bây giờ thì nhét 3 dân vào trong cái lỗ này được không? Tôi nghĩ là chim thì vẫn đút được thôi. Màn hình máy của game thủ bầu đan. Anh cầm cái gì? Như vậy là phô. Toàn tuyển. Ngày hôm nay thì dường như là các anh đánh ở văn phòng của Game TV. Chính vì thế mà bầu đan anh cài luôn bản hack quân rồi. Nói chung không phải hack những cái quân gì nó gọi là quá tuyển cả. Các anh chỉ cần hack những loại quân mà thế này thôi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần phô và Egypt thôi là đã đủ có thể để có thể chơi được với sen và một quân gì đấy của game thủ 9X Pro. Không biết 9X cầm quân gì. Nhưng trận đấu này thì bầu đan chúng ta có thể thấy rằng anh đánh một phiên bản đế chế giống hệt với phiên bản của Nick Ngà Rừng. Vâng, những thao tác tay lên truyền hình của bầu đan khá mượt, một bài ba voi. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bầu đan anh kích đời trận đấu này bao nhiêu. Vâng, không thấy câu voi về. Và câu con gần trước. Và đó mới là bầu đan. Vâng, một phong cách rất khác người. Vâng, lừa kèo một cách quá trắng trợn luôn. Bảo sao ở Game TV. Vâng, cả một công ty thì giám đốc còn đang phải đi con 82 cùi. Nhưng còn Zidane thì anh đi hẳn con Liberty. Vâng, thấy một bãi quả nữa rồi. Bài này là bài 2-3 dân đánh chuẩn chỉ luôn. Không cần phải gì nhiều đối phô. Lên đời xong ra ruộng và sóc đều 2 nhà lò. Con voi thứ hai đã về. Câu tiếp con voi thứ ba. Cắt nông dân ăn quả ra. Vâng, bầu đan chắc không biết đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ba voi, một hiêu bảy, một quả. Thôi. Và này thì cứ từ từ. Không có thể cắt dân ăn quả, cắt dân ăn voi. Kinh hồn. Vâng, đúng là đại gia khác. Anh đi Liberty nó vẫn khác theo cái kiểu đi con cúp 50. Phonesian đến từ game thủ bầu đan. Bây giờ chúng ta gửi thấy con voi thứ ba về nhà chính rồi. Lừa kèo rất hay. Rất ảo diệu. Và như vậy là vẫn chấp một dân. Màn hình máy của chim sẻ đi nắng. Đây là chim sẻ cầm Egypt có hốc cung chim. Lại là một cái hốc rừng dừa. Đúng là đen. Có lẽ là cần phải kết thúc sớm nhà sen của game thủ bầu luận. Và sau đấy mới tạt sang nhà 9X Pro được. Không biết 9X cầm quân gì. Không thấy các anh soi quân. Phải chăng là quân mình đẹp quá nên không cần biết quân đối phương là gì cả. Chúng ta cũng đến màn hình máy của bầu đan. Rất ít khi anh được lên truyền hình. Một trong những người mà nói chung là ít ra mặt nhất của Game TV. Vâng, nhà chim sẻ trên góc 12 giờ. Nhưng bầu đan anh chỉ cho chim sẻ một bầy hiêu góc 6 giờ thì phải. À, góc 9 giờ thì phải. Rất đồng đội. Bây giờ thì cắt dân ra ăn bãi quả. Vâng, cắt dân thì cũng như người nhớn. Đóng BG. Sao không phải đóng BG ở dưới dốc mà đóng BG ở trên dốc. Nhưng thôi thì thế cũng được. Cắt dân tiếp bãi envoy này ra. Ở nhà chính ra ăn hiêu. Bầy hiêu 7 con cơ mà. Tránh tình trạng ăn tranh. Đi đâu đây? Không hiểu. Và như vậy thì đúng là hiêu đã chết rồi. Đặt cái BS. Đặt cái BS. Ở đâu? Như vậy là game thủ 9X Pro anh còn đặt cái BS mắc binh hơn cả game thủ bầu đan rất nhiều. Bây giờ thì bầu đan anh đang câu con voi thứ tư về với nhà chính nhà của mình. Chúng ta có thể thấy được lừa kèo là một nghệ thuật. Và bầu đan anh đang thể hiện mình đúng là một nghệ sĩ. Anh có một bài cầm Phonesian 4 voi. Một hiêu 7 thì nói chung là cũng không phải là cái điều gì đấy mà game thủ Zidane anh tâm huyết. Đây là một bầy hiêu mà có lẽ anh đóng cái BS để có thể dọa ma game thủ 9X Pro thôi. Đóng BL ăn đóng BL để có thể kích đời thôi. Rất hay. Thao tác tay là cực nhanh, soi tham cũng rất nhanh nhưng mà tôi không hiểu là anh có biết được đối phương đánh bao nhiêu dân hay không. Gọi là anh chỉ gọi lên đời cho gọi là chỉ soi lên đời cho nó gọi là có thủ tục vậy thôi. Vâng, xin dò.
Có làm vàng không? Hay là cũng thôi không làm vàng? 9X Pro lên đời rất sớm, 9X Pro đã có ngựa giò rồi. Vâng, bầu đan nhiều khả năng còn mất cả cái móng nhà BS này nếu như con ngựa giò nó chạy nhanh. Rồi, oảng. Con ngựa giò của 9X Pro phải chăng là đầy đủ công giáp? Trong khi đấy thì bầu đan, chúng ta có thể thấy anh đang xoay sở. Anh đang xoay sở không biết làm gì để có thể chống lại được con ngựa giò này. Vâng, nông dân ăn vàng cắt ra thì hơi nhiều, thì tí nữa lại thiếu gỗ. Bây giờ thì có giật nông dân ăn quả về để có thể ăn gỗ hay không? Vâng, thiếu gỗ thì bò bế BE kiểu gì? Vâng, cứ nhét dân vào đã. Chốt 3 cái BE là kín rồi. Nâng công giáp hay là bơm thực cho chim sẻ thì làm đi. Không thấy bầu đan anh làm cái gì cả. Thôi oảng con giò. Như vậy là con giò của game thủ 9X Pro cũng chỉ còn một máu thôi. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ ấy nắng. Bầu đan thì nói chung là anh cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ thì xóa ruộng xung quanh nhà chính nhà của mình. Chim sẻ đang có những một đang có một cái bài cầm Egypt, nói chung là tù vãi chảy. Rất nhiều rừng dừa. Timeline đang là 26/32. Chim sẻ một bài lực khá yếu. Trong cái đấy thì lực nhà Zidane là rất khỏe, nhưng không thấy Zidane anh nhả cho ít gỗ nào cả. Dường như game thủ 9X Pro anh là người cầm Iamoto trận đấu này. Đừng bảo tôi là Choi Son. Không thấy bầu đan đóng P để thủ. Bơm khá nhiều đồ cho chim sẻ trong cơn vừa rồi. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Seng một bài đánh cung rồi thì phải. Không thấy ngựa giò ngựa giếc của Seng chạy. Và bây giờ thì nhà game thủ chim sẻ đã bắt đầu xuất hiện những chấm màu 1. Bắt đầu xuất hiện những chấm màu 1 trên nhà game thủ chim sẻ ấy nắng. Một bài mà Seng đánh cung và đang công cả cung T lên nhà của chim sẻ. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng top 2 và top 1 khác nhau là rất nhiều, chứ không phải là top dương vô cùng mà top 1 nữa rồi. Bây giờ thì cung T của game thủ bầu luận đã đến. Nhưng nếu như đấy là một game thủ khác, nếu mà là 9X Pro thì có lẽ là con cung T đấy sẽ không công thẳng vào nhà của Zidane, chứ không phải là công vào nhà của chim sẻ làm gì cả. Công vào bán bãi vàng nhà Zidane thì có lẽ là Zidane sẽ oảng luôn từ tầm 1. Chúng ta có thể thấy rằng 9X Pro đang có quá đông chém với một cái bài cầm Yamato thì phải. Bây giờ thì chim sẻ có lẽ là sau tên này resize. Khó đỡ. Lượng chém của game thủ 9X Pro là quá nhiều. Một bài mà chúng ta có thể thấy rằng là 4 voi. Một quả phụ. Nói chung là mọi thứ thì tuyệt vời. Nhưng mà rơi vào tay của bầu Zidane hơi khó. Có lẽ là phải đợi đến trận thi đấu thứ hai. Nếu như chim sẻ được cầm chém và chém phủ để cho Zidane anh cầm cung, thì tôi nghĩ đây là một kèo mà cửa thắng cho chim sẻ và Zidane sẽ là cao hơn. Bởi vì để cho Zidane anh mà chém đôi công với 9X Pro thì thực sự là khó. Hoặc là chém với Seng của bầu luận. Một bài vâng một loại quân. Vâng, Seng là một loại quân có thể ép đời rất dễ và có thể có lợi thế ngay những tên đầu tiên. Đấy là điều mà ai cũng biết.